Hi, Helen xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh Helen Full Garden. Thì cô chú anh chị ơi, bên Helen cũng còn một số cây mà mỗi cây còn ít ít thôi. Thì cây của Helen đang có trái sum xê luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào cần loại cây nào thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Qua số điện thoại là 910-583-6102. Helen nhắc lại một lần nữa. 910-583-6102. Nhiều loại cây ăn trái lắm, nhưng mà nó cũng đang có trái rất là nhiều luôn. Đây là bưởi da xanh nha. Hiện bây giờ nhánh rất là đẹp luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào cần bưởi da xanh dưới năm rồi thì nhớ alo cho Helen nha. Đây nè, cây có trái đàng hoàng luôn. Nói chung là hai loại bưởi này rất là ngon. Trái của nó là rất là dễ thương nha. Rất là đẹp luôn. Cái vườn của Helen rất là xum xê. Hôm qua nay bên Helen có ảnh hưởng bão ở Florida cho nên nó cũng có chút chút gió nha cô chú anh chị. Thì qua tuần sau rất là nóng luôn. Đây là cây táo hái, nó đang bự dần dần, rất là dễ thương luôn. Xanh non mướt luôn. Đây Helen đi một vòng nha cho cô chú anh chị xem. Ổi thái nha, trái xum xê luôn, muốn gãy cái cành luôn. Đó, nó mau lớn ghê chưa cô chú anh chị ơi. Bên Helen chia sẻ những cái cây này là hiện giờ đang ôm trái, rất là dễ thương luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn sabu che thì alo cho Helen. Coi nè, còn trái xum xê hõm rài. Helen thu hoạch trên 100 trái rồi, ăn riết không có nổi luôn cô chú anh chị ơi. Đây nè, ngày hôm qua nay mưa bão mấy ngày luôn, nó nứt luôn á, nó già rồi. Đó, cô chú anh chị nào cần giống sabo che này thì nhớ liên lạc cho Helen. Trái quá chừng trái luôn mà bông nữa. Đây nè, xuống tới gốc luôn. Toàn ten, nó chưa có chín nè. Đó. Đây, trái sabo che thấy là dễ thương ghê luôn á. Nó ra rất là nhiều đợt. Cái đợt này chưa ăn được, nó còn nhỏ nè. Mình không có thôi, có mà mình ăn riết là mình ngán rồi. Đó, trái quá chừng trái luôn. Đó, sabo che nè, đang ra bông đậu trái rất là nhiều luôn. Mấy cây này rất là dễ thương nha, xum xê cành lá hết. Helen có cây trứng cá nữa nha, đang chiết nhánh nè. Ai cần thì alo cho Helen nha. Đây là cây ổi nữ hoàng của Helen đây. Trái ôm cứ ngắt luôn. Coi nè, thấy thương ghê luôn á. Đó, bông coi là lên tới ngọn luôn. Đây, sabo che nha, đang ra bông đậu trái. Thấy thương lắm luôn. Cây này nhỏ nhỏ nha, khoảng là 4 feet. Helen có cây 3 feet, rồi cây 4 feet. Nói chung là còn mấy cây nữa là Helen chia sẻ hết rồi. Mãng cầu na Việt Nam nha, cây rất là đẹp luôn. Đây, cây tàn xum xê luôn nha, từ ở dưới gốc lên ngọn, nói chung là rất là đẹp. Cần thì alo cho Helen nha. Tốt hái nhưng mà ăn rất là ngọt. Đây, sắp sửa già rồi, trái xum xê luôn, đầy cây hết, từ ở dưới gốc lên ngọn luôn. Coi nè, nó trái nhiều quá, nó nặng mà nó ngã luôn. Đó, những cây này thì Helen chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị, cây càng về sau cây càng đẹp nha. Ai mà nói cây càng về sau là có lẽ là cây không đẹp, người ta mua hết rồi, nhưng mà thật sự không phải đâu nha. Càng nuôi về sau thì cây của mình nó càng đẹp hơn nữa. Helen nuôi rất là lâu rồi cho nên á, cái tàn của nó nè đứng qua tới cái cần cổ của Helen luôn. Đây, trái cái nè quăng hết trơn luôn. Đây, Helen thu hoạch thử một trái nha. Nói chung là nó quá già, nó sắp chín rồi cho nên Helen hái. Helen ăn chia sẻ cho cô chú anh chị, mời tất cả mọi người nha. Quá ngon luôn. Ngọt dữ lắm nha cô chú anh chị. Ai mà để trái cốc dài vậy nè, đó, nó không có thua mà trái cốc hồi xưa của Việt Nam mình đâu. Nó bự ơi là bự luôn nè, rất là ngon. Hay là ăn tại gốc luôn. Ngon quá. Ngon nhưng mà để già nha, còn non thì nó chua. Nhưng mà cô chú anh chị để già, đừng có để già quá mà để nó chín là không có ngon. Mà già, vừa già là mình ăn rất là ngon luôn. Coi nè, ngọt ngay luôn á. Ngon quá. Cái trái này nè,
là ăn vừa rồi nè, rất là ngon. Còn trái này chưa được nha, đó thì Hà Thành còn được chừng khoảng 5-6 cây nữa là hết luôn rồi của cái năm nay rồi. Tại vì năm nay cóc ngon quá trời luôn, Hà Thành không có biết là nó ngon thiệt luôn á. Mấy năm về trước Hà Thành có chia sẻ nhưng mà nó không có ngon bằng vậy, nó chua. Quá ngon luôn. Nó cao quá, muốn được tới cần cổ của Hà Thành rồi. Cô chú anh chị nào thấy cái video của Hà Thành thích cái cây cóc thì alo cho Hà Thành nha. Cầu Lisa, cây rất là đẹp luôn, cao qua khỏi đầu của Hà Thành luôn. Ê, ổi quá trời ổi luôn, trái cơ bằng đầy cạnh hết trơn luôn đó. Ổi xá lì của Hà Thành năm nay Hà Thành sẽ ươm hộp, ươm cây để qua năm chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Rất là nhiều người hỏi Hà Thành cái cây ổi xá lì này kịp chiết để chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Tại vì cái cây này Hà Thành không dám chiết nhiều, ươm hộp nó rất là mạnh. Những cái cây này là Hà Thành đều ươm tự hộp không à. Có cây chanh thái trái xum xê hết, cô chú anh chị nào cần thì alo cho Hà Thành nha. Đó coi nè, đây những cây ổi ký lô đẹp lắm luôn. Đó, tàn xum xê luôn nha, lên tới ngọn luôn nè. Đó, ổi đi tới đâu cũng gặp ổi hết. Đây cô chú anh chị ơi, cái này là mảng cầu do Thái. Đây, cây rất là đẹp. Ổi. Đây, mời cô chú anh chị thưởng thức ổi Indonesia nha. Coi nè, trái nè. Đó, cái này ăn chín nha cô chú anh chị, ăn sống không được. Ăn chín rất là ngon, nó thơm y hệt như cái mùi ổi ngày xưa của mình luôn á, không có hạt luôn. Nhưng mà mình ăn á, ăn chín nha, chứ mình không có ăn sống. Cái trái này là loại này là ăn chín rất là ngon. Không có hạt luôn. Hay là Hà đứng tại chỗ ăn luôn. Ngon quá. Không có một cái hạt luôn. Đây Hà Linh có chia sẻ những cây cà na chiết nhánh. Cô chú anh chị nào mà muốn cà na Thái để mình làm mứt mình ăn, hay hoặc là mình làm chua chua ngọt ngọt. Đây Helen có cây giải, giải thiều cây ghép nha. Qua năm là có bông liền đó, gốc rất là bự luôn. Helen còn hai cây rất là đẹp luôn nha, tàn xum xê hết trơn luôn. Vú sữa hoàng kim đó, Helen còn một ít thôi. Dòng vườn nha cô chú anh chị, đây là cà na nè. Đây cây ổi của Helen nè, ổi Thái nha, trái quằn hết trơn luôn, nay bự rồi, sắp sửa thu hoạch được rồi, có bông rồi, có trái trên ngọn nữa. Helen có một cây ổi này là ổi lê không hạt, rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Helen chừa lại, Helen trồng đang có bông luôn. Cô chú anh chị nào muốn ổi lê không hạt thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Đây là ổi ký lô, coi nè, trái bữa nay cô nó bự rồi. Bự bằng cái bàn tay của Helen rồi. Cái loại này là 1 kg một trái thì Helen sẽ chờ đợi coi cái cây ổi này rất là nhiều trái, còn trái nó bự không nha. Thì tùy theo cô chú anh chị, nếu mà trồng để trái ít á, thì trái có thể là 1 kg một trái. Còn Helen để quá nhiều đi, chắc Helen nghĩ là không có tới 1 trái 1 kg đâu. Hiện bây giờ cây này ôm là khoảng chừng 40 trái trở lên. Đây nè cô chú anh chị thấy không, chùm chùm luôn. Helen có cây nha, cô chú anh chị nào cần thì alo cho Helen. 4 cây có trái thì Helen sell cây có trái luôn. Đó, cây này nè, tàn xum xê, trái xum xê luôn. Helen có mãng cầu na Việt Nam đang có trái luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cây có trái thì alo cho Helen nha. Na dai của Việt Nam nha. Đây, trái thấy thương dữ lắm luôn á, nó đang ra bông nhiều dữ lắm luôn. Có vú sữa lò rèn mà ươm bằng hộp nha, chứ không phải là chiết nhánh. Đó cho nên Helen nói cho cô chú anh chị biết cây là rất là đẹp luôn, ươm bằng hộp nha. Đây mãng cầu, cây dễ thương so cute lắm, ai cần thì alo cho Helen. Ổi ruby ruột đỏ,
Thái Bình ươm từ hạt, nay cây bự lắm rồi, tàn xâm xê luôn. Nói chung là được cô chú anh chị ủng hộ quá trời luôn, nói cây bên Thái Bình đẹp quá trời đẹp luôn, tàn xâm xê, cho nên được cô chú anh chị thương yêu ủng hộ Thái Bình quá chừng luôn. Thái Bình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã thương yêu ủng hộ cái kênh của Thái Bình, rồi ủng hộ cho Thái Bình cây nha. Đó thì Thái Bình có cắt mà nhiều loại, có những cái size để cho Tết luôn nha. Đó, những cái cây này là Tết nè, ngay Tết luôn. Cây rất là nhiều trái luôn, xum xê luôn. Cô chú anh chị ơi, nếu mà cần cây chơi Tết á, thì alo cho Thái Bình. Nó có một cây nó có nhiều đợt trái nha. Đây, quá trời trái luôn. Đây, Thái Bình có những cây mận Red Jumbo, Green Jumbo rất là đẹp luôn. Cây qua khỏi cái đầu của mình luôn, mà tàn tùm hết, gốc to nha cô chú anh chị. Đó, nói chung là những cái cây này bên Thái Bình là nuôi rất là lâu rồi, cây rất là đẹp, tàn xum xê hết. Thái Bình có khế ngọt, khế chua nữa, có trái sẵn luôn. Cây gốc bự nè, tùm hết. Còn đây là cây khế ngọt đang ra bông, Thái Bình vô chậu sẵn rồi. Nếu mà cô chú anh chị về mình không cần thay chậu gì hết, chỉ để vậy rồi tưới nước, cái trái khế nó mau lớn dữ lắm luôn. Đây, nó lú cái trái ra rồi nè. Đây, bông của nó nè, trái nó đậu nhỏ 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 hết rồi. Đây nè, sari ra bông trắng cây hết trơn luôn. Bên Thái Bình còn một cây xài duy nhất rất là đẹp luôn. Xài này là xài Úc nha. Đó, cô chú anh chị nào muốn cái cây xài Úc này thì alo cho Thái Bình luôn nha. Đây, tàn xâm xê từ dưới gốc lên ngọn luôn nè. Đây là những cây giãn Hawaii, tàn xâm xê hết. Từ ở trên ngọn mà xuống dưới gốc, nói chung là rất là nhiều tàn nha, xuống tới đất luôn nè, gốc to luôn nha. Những cây chùm ruột của Thái Bình nè, chùm ruột chua rất là xum xê. Thì bên Thái Bình trồng á, Thái Bình ăn cái lá nhiều lắm, cái lá là để cuốn bánh xèo, nói chung giống như là rau rừng vậy đó. Đây cho cô chú anh chị xem nè, lê kima đang có bông luôn nha. Cây đẹp lắm luôn nè cô chú ơi. Cô chú anh chị nào muốn trồng cái cây lê kima thì alo cho Thái Bình. Cái trái vàng vàng ăn sáp sáp á, hồi xưa bên Việt Nam mình ở dưới quê hay có cái trái này lắm. Đây, chiều nay Thái Bình sẽ quay những cây tắc, anh nông dân đang cắt tỉa những cái nhánh mà mình không cần thiết á, rồi để đất vô thêm để cho tháng 9 này những cái trái này nè nó sẽ bự nha, nó phát triển nha. Ở cây nào cây nấy rất là nhiều trái luôn. Ở cô chú anh chị nào có cần tắt bên Thái Bình thì nhớ liên lạc cho Thái Bình nha. Đó, trái quá chừng trái luôn, cây nào cây nấy thấy ham dữ lắm luôn. Đó thì cô chú anh chị ơi, cái tháng 9 này nè là cái những cái trái tắc này nó chín rồi, là mình không có để phân nữa nha. Nếu mình để phân ba con số 10 nữa là những cái trái tắc này nó sẽ bị nứt ra hết á, nó nứt làm hai hết luôn. À, mình chỉ để phân đất thôi nha cô chú anh chị. Cây nào cây nấy trái thấy thương ghê luôn á. Nó đang ra bông nữa nha, cười ghê chưa. Đó, cái ngõ ngách nào nó cũng ra bông hết trơn á, nó đang ôm trái cứng hết trơn mà nó ra bông nữa. Trái nó là thấy thương ghê chưa. Đây, quá trời luôn. Đây, cái trái nó bự giống như là cái chanh, trái chanh luôn á. Đây, trái này quá chừng trái luôn. Cây nào cây nấy nhiều trái dữ lắm luôn. Nói chung là bắt đầu tháng 9 này là những cái trái tắc này là nó chín nha. Tắc là dễ xài nhất luôn. Làm tắc muối nè, rồi trưa trời nóng á, hái chừng 2-3 trái vô để mình làm một ly tắc chanh đường là thôi hết sảy luôn. Đó, trái cái này.
chị thêm đất nữa thôi, chứ không có cần bỏ phân gì nữa hết á, tại vì tắc nó đã chín rồi. Thì hãy lên nhắc đi nhắc lại hoài cô chú anh chị ơi, nếu mà bỏ phân mai số 10 lúc này là cái trái tắc nó bị xin đứt rồi, làm hai hết đó nha. Đó, cây cao hơn là hơn 4 feet luôn á. Trái mà quăng xuống luôn. Bữa nay có nước lấy cây mà chống luôn á. Helen sẽ quay những cây tắc hiện bây giờ trái xum xê hết trơn luôn. Nó trái của nó bự nè, y hệt như trái chanh luôn mà vàng đẹp lắm nha. Tắc này tắc của Việt Nam mình luôn á. Thì cô chú anh chị nào cần tắc thì alo cho Helen nha. Đây trái nè, này nó chín rồi, đẹp quá trời luôn. Đó thì bên Helen chia sẻ rất là nhiều loại cây ăn trái, cô chú anh chị nhớ ủng hộ Helen thì bấm cho Helen số điện thoại là 910 583 6102. Tháng 9 rồi cô chú anh chị ơi. Đó thì trong vườn Helen rất là nhiều cây đang có trái rồi chín xum xê hết. Đó, Helen quay cho cô chú anh chị xem nè, cây táo tàu đang chín quá chừng chín luôn, chín đặc cây hết. Mà đêm hôm qua nay mà giông bão nó rụng cô bằng thôi, trắng đất hết trơn luôn. Đó, cô chú anh chị thấy nó rụng mà sợ luôn á. Rồi nó có mưa á, mưa mấy ngày nữa nó nứt cô bằng tanh bành cái trái hết trơn luôn. Coi nè, bây giờ năm nay nói chung là ăn được cái nào ăn, còn không được là không ăn được luôn nha cô chú anh chị, tại nó nứt nó hư hết trơn à. Rồi có bão á, giờ giông gió nữa rụng hết trơn luôn. Đây Helen quay những cái cây này được cô chú ủng hộ, bữa nay Helen ship đi nha. Coi nè, cốc coi nè, trái quá chừng trái luôn, đèn xum xê luôn đó, nhìn dễ thương chưa. Thì mình chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị, cây đều là ra tàn xum xê từ ở dưới gốc lên ngọn hết. Nhìn cây cốc là không có chỗ nào mà không có tàn hết. Bởi rất là được cô chú anh chị ủng hộ cho Helen rất là nhiều luôn. Đây cây nhãn nè, đẹp dữ lắm luôn á. Đây là cây mãng cầu do Thái nha cô chú anh chị, đang ra bông quá trời luôn. Đây là cây mãng cầu do Thái, đây có trái luôn nha. Từ dưới gốc lên ngọn rất là đẹp luôn. Coi nè bông nè, trắng cành hết trơn luôn, bông bự bự không à, nhánh nào cũng có bông hết. Đây là mãng cầu do Thái, hay là ship đi cho cô chú anh chị nha. Đó, đem vô để chuẩn bị nè, lấy đi Sabuche rất là nhiều trái đậu luôn, một chùm là không biết bao nhiêu trái luôn nha. Từ dưới gốc lên tới ngọn trái nè, xum xê thấy thương lắm luôn. Đây tới ngọn cũng có trái luôn nha. Quay cho cô chú anh chị xem là cây bên Helen nuôi rất là đẹp rồi mới chia sẻ. Đây Sabuche nè, trái dính chùm hết. Đó, cây đậu này nha, cây nào cũng đậu hết. Bên Helen nuôi Sabuche là rất là nhiều cây trái ra bông là đậu nha cô chú anh chị. Đó, ai cần thì alo cho Helen nha. Thương chưa, nhìn cái tàn sâu chê coi nè, hết biết luôn. Cây này bự dữ lắm luôn, về là thu hoạch trái thôi. Đây vô đây ổi này là ổi do Thái nha, trái coi nè, bự hơn cái chén luôn, sắp ăn được rồi, rất là ngon luôn. Tàn từ ở dưới gốc lên ngọn coi nè, cây rất là đẹp.
Đây, ăn ổi. Ổi này là ổi xá lị. Cây rất là đẹp, trồng bằng hộp có trái luôn. Đây, trái của nó dài quá trời dài luôn. Thấy thương dữ lắm. Đây là cây ổi Thái nha. Trái lủng lẳng luôn. Từ ở dưới gốc lên tới ngọn luôn nha. Thấy thương chưa? Đang xâm xê luôn. Đây, sẽ là quay cho cô chú anh chị xem nè. Đem về chừng 2 tuần nữa là mình sẽ thu hoạch cái trái ổi để mình ăn rồi. Nông dân đang làm. Đây là cây mãng cầu ly xà. Coi nè, hình quay rất là cao luôn nha. Khoảng 5 feet mà tàn từ ở dưới gốc lên ngọn luôn. Cái lá nó còn bự bằng 2 cái bàn tay của mình luôn nha. Đây. Đó, hay là cho cô chú anh chị xem nha. Thấy ham chưa? Rất là mê luôn. Đó. Gốc rất là lớn nha. Đây là ổi ký lô. Tàn coi nè. Gốc rất là khỏe. Tàn từ ở dưới gốc mà lên tới ngọn luôn. Đây. Bởi vì rất là nhiều cô chú anh chị thích cây bên Highland ship dữ lắm luôn. Highland thấy khe cây rất là đẹp nha. Cái chậu trồng sau là để ship vậy luôn. Không có sang chậu hay là lấy đất ra gì hết. Không có ship bằng cái rễ nha cô chú anh chị. Đó, ai an tâm thì alo cho Highland nha. Đây, Highland có chia sẻ cải trời. Cô chú anh chị ơi. Đây, rất là tươi luôn nha. Có cây sẵn luôn, Highland vô chậu sẵn rồi. Cô chú anh chị nào có muốn trồng cải trời thì alo cho Highland nha. Cái này trồng chừng 2 tuần là mình thu hoạch rồi. Highland ươm như vậy là đã cao rồi nè. Có chia sẻ rau ngổ nha. Rồi tay tượng. Có cây sẵn rồi cô chú anh chị ơi. Rau dừa nha, coi nè. Ăn mắm kho. Lúc này mình vẫn còn trồng được bình thường, không sao hết. Thời tiết còn ok mà cô chú anh chị, mình chơi tới tháng 10 lận. Rau thì trồng rất là mau ăn, cho nên mình không có cần phải giống như là những cái cây ăn trái. Có chia sẻ rau quế vị nha. Cuốn thịt bà rọi là rất là ngon. Ăn thơm giống mùi xá xị. Đây mà trồng trong nước nha cô chú anh chị, rất là dễ luôn. Ví dụ hai lần chia sẻ cái cây này về mà mình bỏ đất như vậy nè, y hệt như là đất ruộng vậy đó. Là cây của mình nó nhảy con rất là nhiều luôn. Trồng chừng 1-2 tuần là mình ăn mệt nghỉ luôn á. Trồng rất là nhiều chậu. Được mà trồng khô cũng được. Cái này là hai lần trồng mà không có nước nè. Rất là dễ luôn. Quý vị nó nhảy như rau thơm vậy đó. Đây, Helen có vô ly sẵn rồi. Nếu mà cô chú anh chị muốn cái ly nhỏ này về mình trồng thì nó nhảy ra. Còn cái này thì Helen ship luôn chậu lớn. Cô chú anh chị muốn loại nào thì Helen cũng ship loại đó luôn nha. Chậu lớn, chậu nhỏ gì cũng ship đi hết. Đó, rất là non luôn nha. Đó, đây là cây cát lòi để ăn bánh xèo, rau rừng này nha. Rất là ngon luôn. Chắc có lẽ cô chú anh chị thấy cái cây này lạ rồi cô chú anh chị nói trời, chưa bao giờ ăn nhưng mà ăn bánh xèo rất là ngon. Nó là loại rau rừng đặc biệt để ăn bánh xèo nha, rau sống nè. Đây, Helen có xương sáo thịt đen vô ly sẵn luôn. Rất là nhiều loại rau, mồng tơi Nhật, bồ ngót Nhật nha. Cải tàu bay nè. Rồi lá cẩm 2 màu nha, màu tím với màu gấc. Coi cái dàn rau ngổ của Helen nè, vô ly mà coi nó cao nè cô chú anh chị ơi, trồng rất là mau ăn. Một tuần là đặt xuống là mình có mình ăn rồi. Helen có chia sẻ rất là nhiều loại rau. Hẹ nè, đó. Cần gì nha. Helen có chia sẻ mồng tơi Nhật, bồ ngót Nhật nữa. Mấy cái loại đó là nấu canh đó. Đây, cải trời nè, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều loại rau cô chú anh chị ơi, nhẵn lòng coi nè. Bò dây rồi, đem về là trồng chừng 1 tuần là mình hái cái ngọn mình thu hoạch mình ăn rồi. Đó, có mực, thuốc dồi đồ đầy đủ hết trơn luôn. Hay là có chia sẻ mông sáp nha. Bên trong cái ruột màu vàng, ăn rất là dẻo luôn. Đây, cái cọng của nó màu tím nè. Đó, thì Helen có chia sẻ lá cách nha cô chú anh chị. Lá cách ăn bánh xèo. 2 loại. Lá khía rồi lá láng nữa. Đây. Cây đẹp dữ lắm luôn á.
chia sẻ lá giang nha. Cây rất là bự rồi, cây ok rồi. Cây này mình đặt xuống là nó sẽ bò ngọn rồi, sắp sửa bò rồi. Cô chú anh chị nào cần thì alo cho Helen. Đây, sâm long Helen đã vô chậu rồi, nó bò ngọn rồi nè. Cô chú anh chị muốn chậu lớn thì có chậu lớn luôn, chậu nhỏ có chậu nhỏ luôn nha. Đây là ngải bún để nấu bún cá. Đây là thiền liền. Đó. Rất là nhiều loại bên Helen. Cô chú anh chị nào cần thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Xương sáo, Helen trồng xương sáo thạch đen, bữa nay thu hoạch nè. Đó, trồng chừng 2-3 chậu là mình có thể mình thu hoạch. Mình nấu rồi nha. Rồi cô chú, này cắt xương sáo rồi cô chú. Đó, cắt đem đi phơi. Đây nè, cắt sẵn rồi để vô trong cái xẻ mình phơi nha. Rất là ham luôn. Đó, mình cắt xác nha cô chú anh chị. Quá chừng luôn rồi nè. Hay là trồng 3 chậu mà nhiều ơi là nhiều luôn. Chỉ cần trồng trong chậu là mình thu hoạch là ok rồi, không có cần trồng ngoài đất đâu. Đó, mình cắt đặng cho nó nhảy con lên nữa, chứ mình để như vậy là nó không có nhảy được nữa nha cô chú anh chị. Đã quá à. Cái này mà mình phơi á chừng 2-3 ngày thôi là nó khô á, là mình nghe cái mùi thơm xương sáo dữ lắm luôn. Vô đồng bằng lúa đó, cái người ta đem hồi đó cái diệm, xài cái diệm á, đổi ra 2 diệm lúa 3 diệm lúa gì đó là 1 diệm xương sáo, ăn nó mừng cũng chết luôn. Quá đẹp, quá tốt, ăn nó là già. Cho cô chú anh chị thấy là mình thu hoạch xương sáo nè, thấy ham dữ lắm luôn á, quá chừng luôn rồi nè, đã ghê. Đó, cắt xác như vậy nè rồi nó mọc lại nha, thấy ham quá trời ham luôn. Wow, đã chưa? Cái nè, cắt 3 chậu là 1 xịa bự luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Bây giờ mà mình thu hoạch xương sáo rồi, mình sẽ phơi khô nha. Rồi khi nào mà nấu thì hai lần sẽ chia sẻ nấu xương sáo. Đã quá trời luôn coi nè, thấy mê luôn. Nhiều nấu nhiều lắm, nhiều nấu mấy nồi bự luôn.